Bạn có để ý không? Chúng ta đang sống trong một thập kỷ điên rồ nhất kể từ sau Thế chiến 2. Rạng sáng ngày 14 tháng 4 vừa qua, một sự kiện bất ngờ đã khiến cả thế giới phải hoảng loạn. Iran đã tung ra đòn tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa đạn đạo, vượt qua vòm sắt và tiến thẳng vào Israel. Một cuộc chiến không đúng nghĩa đã kết thúc nhanh chóng chỉ sau 5 tiếng đồng hồ và gần như không hề có thiệt hại gì. Mặc dù Iran cũng đã tuyên bố rằng họ sẽ không tiếp tục hoạt động quân sự chống lại Israel nữa, với điều kiện là không có những diễn biến mới. Thế nhưng nó vẫn giống như một hồi chuông cảnh báo mà Iran đang ngầm rung lên để cảnh tỉnh thế giới về sự sẵn sàng của Tehran trước những biến động quân sự của thế giới. Không chỉ vậy, nó còn khiến cho giới phân tích đặt ra nhiều giả thuyết về một thời kỳ biến động mới đang rục rịch diễn ra. Một mặt trận mới đang được mở ra, góp nhiệt chung với cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, cũng như Hamas và Israel. Thế chiến 3 liệu có đang cận kề không? Hãy cùng đón xem những phân tích của Battlecry trong chuyên mục tin nóng ngày hôm nay nhé! Chào mừng đến với Battlecry Khám phá! Sự trả thù hay cái cớ hoàn hảo? Trước khi Iran thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa trong đêm ngày 13 tháng 4, Israel đã bị Iran đặt vào tầm ngắm trong trạng thái báo động cao. Trước đó 2 tuần, một đòn không kích đã đáp trúng lãnh sự quán của Iran ở Damascus, Syria, khiến một số sĩ quan quân đội Iran thiệt mạng. Tehran đổ lỗi cho Israel và thề sẽ trả thù. Iran cũng tuyên bố là họ sẽ kết thúc sự đáp trả ở đây, và nếu Israel tiếp tục phạm sai lầm, thì đòn giáng trả tiếp theo của Iran sẽ thảm khốc hơn. Iran cũng lên tiếng cảnh báo cho siêu cường số 1 thế giới là Mỹ hãy tránh xa khỏi mối tư thù này, bởi nó đơn thuần là một lời đáp trả, chứ không phải sự bắt đầu của leo thang căng thẳng. Thông điệp của Iran đã rõ ràng ở 2 điểm. Thứ nhất, chữ kết thúc đồng nghĩa rằng Iran sẽ không tiếp tục tấn công Israel cho tới khi có diễn biến căng thẳng mới. Hay nói cách khác, lời đáp trả của Iran đã xong, không còn tiếp tục đe dọa trong ngắn hạn. Thứ hai, nếu kịch bản xa lầy vào chiến tranh Trung Đông là điều mà người Mỹ không mong muốn, thì Washington hãy đứng ra xa và sẽ không có chuyện Iran tấn công người Mỹ khi này. Tiếng nổ và còi cảnh báo không kích đã vang lên trên khắp Israel vào sáng ngày 14 tháng 4, sau khi Iran phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa vào lãnh thổ Israel. Nhiều quốc gia đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel, bởi nó có thể sẽ đẩy Trung Đông tới gần hơn với một cuộc chiến tranh toàn khu vực. Nhưng diễn biến sắp tới đây có lẽ sẽ là một phép thử phức tạp đối với Israel, một phép thử về khả năng ứng biến của Tel Aviv sẽ làm gì trước một đối thủ lớn như Iran. Dù chưa dám chắc chắn về những diễn biến sắp tới của cuộc tấn công, thế nhưng ở một góc độ nào đó, vụ không kích này đã đánh dấu lần đầu tiên Iran tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp vào Israel, và nó sẽ đặt dấu chấm hết cho một giai đoạn dài mà hai nước này tấn công nhau qua những lực lượng ủy nhiệm. Rất nhiều người đồng tình với quan điểm trên rằng việc Iran phóng tên lửa đạn đạo cùng với hàng trăm máy bay không người lái nhắm vào Israel đã đẩy khu vực này tới bờ vực của một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn mà dường như không ai thực sự muốn. Một điều mà hầu hết các bên liên quan như Mỹ, các quốc gia Ả Rập, thậm chí là cả lực lượng Hezbollah đã tìm cách né tránh trong suốt 6 tháng qua kể từ cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Đây cũng là đỉnh mới nhất trong những bước leo thang gần đây, từ việc Israel tấn công tổ chức Hồi giáo Hamas của người Palestine đến giao tranh giữa Israel với các tổ chức Hồi giáo thân Iran, cho tới việc Iran tố cáo Israel đã sát hại các tướng lính vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Phản ứng tiếp theo của Israel sau khi bị Iran tấn công, nó sẽ mở ra tương lai của xung đột Trung Đông. Tuy nhiên là có vẻ các bên thì luôn hành động khá là lý trí và có phương pháp tốt để kiểm soát tình hình. Nội các chiến tranh của Israel đã được ủy quyền để có thể đáp trả Iran bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Iran nhấn mạnh rằng họ sẽ dừng lại nếu Israel dừng lại. Và nếu Israel quyết không dừng lại, thì một sự trả đũa dù bất cứ mức độ nào cũng sẽ phải tính toán rất cẩn thận. Israel liệu có chấp nhận không hành động sau một vụ việc như vừa qua không? Đây là một câu hỏi lớn vào lúc này. Thế nhưng có lẽ họ cần phải cân nhắc thật kỹ, vì khi một cuộc xung đột lớn giữa Iran và Israel bị đẩy lên cao, thì tác động của nó chắc chắn sẽ không dừng lại ở giữa hai nước, mà sẽ là toàn khu vực Trung Đông phải gánh chịu. Câu trả lời có hoặc không của Israel khi này có thể sẽ dĩ hòa vi quý, hoặc là nó có thể châm ngòi cho một cuộc chiến có quy mô lớn trên toàn khu vực. Tuy nhiên, cũng có một điều cần phải nói tới. Phản ứng cuối cùng của Israel có thể sẽ được quyết định
bởi tác động trên thực địa ở Israel. Tổn thất về dân sự và quân sự sẽ làm tăng mức độ phản ứng của Jerusalem. Và dù trong hoàn cảnh nào, điều rõ ràng ở đây đó là hành động của Iran là một sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên mà trong đó, các quốc gia sẵn sàng đáp trả trực tiếp bằng các cuộc tấn công hơn là tìm kiếm giải pháp trong hòa bình. Năng lực tên lửa của Iran và khả năng phòng thủ của Israel. Việc sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công Israel vào cuối tuần vừa qua đã phô bày khả năng quân sự của Tehran. Năm 2024, Iran có chỉ số hỏa lực quốc gia là 14 trên 145. Chiến lược quân sự của Iran là tập trung vào năng lực răn đe, và chính vì thế họ dành nhiều tiềm lực cho việc phát triển hệ thống phòng không, máy bay không người lái UAV, tên lửa tầm xa và các loại vũ khí chính xác. Iran là quốc gia có năng lực tên lửa đạn đạo và UAV lớn nhất Trung Đông. Phần lớn là họ tự sản xuất trong nước. Giới quân sự Mỹ đã ước tính nước này có hơn 3.000 quả tên lửa. Kho tên lửa của Tehran bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm và tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 2.000 km, có thể bắn tới bất kỳ một mục tiêu nào trên khắp khu vực Trung Đông. Iran đã có đủ khả năng để chế tạo được tên lửa có tầm bắn 2.000 km, và việc nước này có thể nhanh chóng thích ứng cũng như triển khai tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa hơn rõ ràng là điều trong tầm tay với năng lực quốc phòng của họ. Tên lửa đạn đạo của Iran đang ngày càng có khả năng tấn công chính xác hơn trong thập kỷ vừa qua, và Tehran đã cung cấp rất nhiều vũ khí loại này cho một số lực lượng ủy nhiệm của họ trong khu vực. Thậm chí có những lo ngại rằng Tehran có thể sẽ sớm gửi tên lửa cho Nga. Gần đây thì báo chí Iran đưa tin rằng nước này có 9 loại tên lửa có thể tấn công các mục tiêu ở Israel. Đó là Sejin, Kheba, Emad, Sahab-3, Gat, Pavet, Fatah-2, Kheba Sekan và 2 Qasem. Iran thì cũng sở hữu một số lượng lớn UAV với tầm hoạt động lên đến hơn 2.500 km, có khả năng bay tầm thấp để tránh bị radar phát hiện. Ngoài ra thì Iran có một phi đội xuồng máy cao tốc và một đội tàu ngầm cỡ nhỏ có thể làm gián đoạn các tuyến hàng hải quan trọng đi qua vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Iran đang rất nỗ lực hiện đại hóa hải quân. Họ có thể tự sản xuất tàu chiến. Một số nguồn tin nói rằng nước này đang nhập khẩu một số tàu ngầm nhỏ từ Triều Tiên. Năm 2020, Iran đã từng sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công lực lượng của Mỹ ở Iraq, để đáp trả lại cuộc không kích của Mỹ khiến viên tướng tư lệnh Qasem Soleimani thiệt mạng. Iran cũng đã sử dụng tên lửa để tấn công các mục tiêu ở Syria và Iraq vào tháng 1 vừa qua. Bình luận về cuộc tấn công mới nhất của Iran, hãng tin AP cho rằng đây là một thách thức mới đối với hệ thống phòng không của Israel, vốn đang phải hoạt động liên tục để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và đạn cối trong suốt cuộc chiến kéo dài 6 tháng với Hamas và các nhóm vũ trang trong khu vực. Nếu so sánh tương quan lực lượng giữa Iran và Israel, chúng ta sẽ thấy sự chênh lệch đáng kể. Về quân số, Iran có lực lượng thuộc hàng lớn nhất Trung Đông, gồm ít nhất là 580.000 quân chính quy và 200.000 quân dự bị. Trong khi đó, thì Israel chỉ có khoảng 170.000 quân chính quy và 465.000 quân dự bị. Xếp hạng hỏa lực của Israel hiện cũng chỉ ở mức 17, tức là thấp hơn Iran 3 bậc. Hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel đã bảo vệ nước này trước cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran. Hệ thống phòng thủ của Israel với sự hỗ trợ của Mỹ và Anh được cho là đã ngăn chặn thiệt hại hoặc thương vong nghiêm trọng cho dân thường và các cơ sở hạ tầng của Israel. Các quan chức Israel và Mỹ cho biết hàng chục máy bay không người lái và phần lớn tên lửa do Iran bắn đã bị Israel, Mỹ và các lực lượng đồng minh khác bắn hạ trước khi tới được lãnh thổ của Israel. Quân đội Israel thông báo chỉ có một số lượng nhỏ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Israel, gây thiệt hại nhỏ cho một căn cứ quân sự ở miền nam của nước này. Những hành động quân sự trả đũa lẫn nhau mới nhất giữa Israel và Iran đã càng khoét sâu thêm mối thâm thù kéo dài hàng chục năm qua giữa hai quốc gia này. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng đánh giá tình hình có lẽ không xấu như chúng ta vẫn nghĩ. Iran đã giữ thể diện với màn tấn công quy mô lớn. Israel thì cũng không chịu tổn thất tới mức mất mặt. Mỹ thì có thể hài lòng với kịch bản đúng như dự đoán. Câu chuyện này nếu kết thúc tại đây thì sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào hơn. Tuy nhiên, nhiều nhà bình luận vẫn cho rằng Iran đã mắc sai lầm chiến lược nghiêm trọng, dù họ vẫn thể hiện thành công khả năng răn đe Israel. Vụ tấn công này sẽ giúp củng cố lập trường của Israel trong việc tiêu diệt Hamas tới cùng, thay vì để Israel tự động trong tình trạng chia rẽ
giữa việc cố đánh Hamas hay là ưu tiên đàm phán cứu con tin. Vụ tấn công của Iran là một minh chứng giúp cho Israel đoàn kết hơn và quyết tâm tiêu diệt Hamas để đề phòng hậu họa. Trong khi đó, Israel có thể cũng hiểu rõ ưu tiên quét sạch Hamas ở giải Gaza và không nên bị phân tán bằng việc lao vào một cuộc chiến toàn diện với Iran và các lực lượng ủy nhiệm khác của họ. Sẽ còn rất nhiều biến số trong những ngày tới. Thế nhưng tính tới nay, có vẻ màn ban mật giữa Iran, Israel và Mỹ đang dần ổn thỏa hơn. Những phân tích của truyền thông Mỹ, không biết là vô tình hay là hữu ý, có thể là một cách truyền thông hiệu quả của các chiến lược gia Mỹ. Họ sẽ tạo ra một dư luận tốt, giúp Israel giữ được thể diện mà không cần một lời đáp trả quá gay gắt với Iran.